Mì Coco Mì Đại 90, mì to siêu năng lượng. Chào anh Trương Thế Vinh, anh đã chuẩn bị tinh thần thế nào trước khi xuất hiện với tư cách là khách mời của Sao Nhập Ngũ 2023? Buổi sáng là mình dậy lúc 4 giờ sáng. Thì dậy thì không biết làm gì, cứ sợ là bị ngủ quên. Và đây mình thấy cái không gian, thấy mọi người sinh hoạt, cái mình ý thức mình nó trỗi dậy dữ lắm. Ngủ sớm, rồi đúng 9 giờ đi ngủ, rồi 4 giờ sáng đã dậy rồi. Nằm chờ rồi kia cái xong dậy, khởi động tập thể dục. Vì nghe ở ngoài này là cái còi hú lên, xong mình khởi thể dục, xong mình vô mình tắm này kia cái đó, mình không biết là sao cho nó gọi là tốt nhất, thì cái chuẩn bị thôi. Mình muốn cái gì nó phải chuẩn chỉ, nó phải đúng. Vì mình vào môi trường này mà mình kiểu mà ngủ muộn ra thì mình không thích, cái lôi thôi đấy. Anh đã chặt vỡ năm viên gạch rất thuần thục, phải chăng anh đã dành thời gian để tập luyện nhiều? Chắc có lẽ là tại vì Vinh là người cũng người tập gym á, tập bodybuilder, cho nên là cái chuyện mà mình control, cái chuyện mà mình kiểm soát cái cơ mình làm cho nó cứng cái cơ là công việc có kinh nghiệm. Cái thứ hai là Vinh cũng có tập boxing ngày trước, nên là cái mình suy nghĩ là thay vì đánh trên thì mình hạ thấp xuống và mình dùng cái lực nó cả nửa người, thì đó chắc cũng tích lũy nhiều kinh nghiệm nó cộng lại. Chứ còn nếu mà không biết vô thì chặt xuống vậy thì không thể nào. Vết thương xuất hiện ở tay sau khi chặt gạch có khiến anh bị đau nhiều không? À không sao, cái này thì mình nghĩ bình thường, thì vì cái gạch nó bể ra nó xước thôi. Này không phải là bị thương đâu, này nó xước thôi. Mình nghĩ là đây là cách luyện tập mà. Luyện tập là phải làm cho cái vùng này nó bị chấn thương nhiều và sau đó nó tạo lên một cái sức đề kháng của vùng này, thì cái thịt ở đây nó sẽ cứng hơn, dày hơn. Bắt buộc phải bị thương thôi. Anh dự đoán ai sẽ nằm top đầu trong bảng thành tích mùa Sao Nhập Ngũ năm nay? Vì sao anh lại có dự đoán đó? Trong đây thì mình đoán là Nhã Phương. Mọi người nhìn Nhã Phương mong manh vậy đó, đôi mắt thì ướt vậy đó. Nhầm rồi. Đó là cái con người mà với mốc có một cái ý chí siêu cao. Mình tiết lộ cho mọi người biết là Nhã Phương một ngày có thể dành từ 4 cho tới 8 tiếng để tập thể dục. Nó tập liên tục từ sáng tới tối, nhảy dây mấy ngàn cái, tập yoga mấy tiếng, rảnh là tập thôi, không có một cái đam mê nào khác ngoài tập luyện. Đó, và chạy bộ là chạy 21 cây là bình thường, mà chạy đường núi đó nha. Đó, mình sốc với lại Nhã Phương đó. Người thứ hai là Diễm My. Diễm My cũng là một cái tiếp giống Nhã Phương như vậy. Mình có chứng kiến Diễm My trong một cái show khác, mà có sự tranh đấu giằng co dùng sức rất là nhiều á, thì Diễm My là người đột phá luôn. Về sức mạnh thì Diễm My rất là tốt. Mấy người khác thì bởi vì là Vinh không có biết, maybe là Vinh đang bị xem nhẹ, nhưng mà hai cái người tưởng yếu đó là mạnh đấy. Vậy nếu cùng tham gia các thử thách với Nhã Phương, anh có tự tin mình sẽ chiến thắng? Nếu như mà đó là cái bền thì mình không chắc, vì mình là người thường xuyên tập luyện về sức mạnh chứ không tập luyện về sức bền. Nó là hai cái nhóm cơ khác nhau, và Vinh hiểu là cái nào mình cũng phải tập hết. Vinh là người to lớn thì cái Vinh phải gánh một cái trọng lượng nó nặng hơn, và cho nên là Vinh sẽ khi Vinh chạy bộ đi thì Vinh sẽ tốn cái năng lượng nhiều hơn. Còn Nhã Phương thì ngược lại hoàn toàn luôn, vừa tập luyện nhiều, vừa điều tiết được hơi thở, vừa nhẹ hơn, thì chắc chắn là Nhã Phương chạy rất bền. Diễm My 9X từng tự nhận mình là nhạt, anh nghĩ gì về sự tự nhận này của đàn em? My nhạt hay không là do mọi người thôi. Tại vì cái sự nhạt nó cũng là một cái sự mà, đúng không? Nó vẫn là một cái màu mà. Nếu như chúng ta chỉ chọn những cái màu đậm không thôi á, thì chúng ta sẽ có một cái bát phở rất là mặn, rất là chưa chắc gì dễ ăn đâu. Phải có cái sự nhạt và nó cân lại những cái sự khác. Thiên Ân là người đã băng vết thương lại cho anh. Cảm nhận của anh về nàng hậu này là thế nào? Đây là lần thứ hai mình gặp Thiên Ân, một lần trong dịp một cái sự kiện. Lần thứ hai thì là bây giờ đây, thì nếu mà gọi cho đúng là phải gọi chú cháu chứ. Con mình nó biết cái độ tuổi thì đó, phải gọi chú cháu đấy. Nhưng mà cái ấn tượng là Thiên Ân là người rất là chân thật, chất phác, kiểu ý mình là mình thấy nó rất gần gũi, cái tính chất đó. Hồi nãy còn nói là nếu mà sức mạnh là em không có sợ ai đâu, ok, được đó. Việc tham gia Sao Nhập Ngũ 2023 có ý nghĩa thế nào với anh? Bản thân Vinh thì Vinh nghĩ là mọi người cảm ơn chương trình, cảm ơn Sao Nhập Ngũ để cho những người mà họ chưa đi nghĩa vụ, hoặc là họ chưa quyết định là họ tham gia môi trường lính đó,
thì họ sẽ có cái cảm tình nhiều hơn, có cái sự hiểu nhiều hơn, và cái không khí nó không phải lúc nào nó cũng căng thẳng. Sao Nhân Ngũ đã đem tới cho mọi người thấy cái sự gọi là nhẹ nhàng giải trí. Ok, tập thì rất là nghiêm túc, nhưng mà trong cái sinh hoạt vẫn có những cái nhẹ nhàng. Thì những cái mặt khác nhau của trong quân ngũ thì Vinh nghĩ cái đó là rất là tuyệt vời. Đó là điều Vinh cảm thấy. Hôm nay Vinh chứng kiến và trải nghiệm, Vinh càng thấy cái điều đó nhiều hơn. Sau Nhập Ngũ, sản xuất bởi Viettel Media.